Động vật biển. Hải cẩu. Hải cẩu. Sao biển. Sao biển. Cá heo. Cá heo. Cá hề. Cá hề. Mực ống. Mực ống. Rùa biển. Rùa biển. Sứa biển. Sứa biển. Cá voi. Cá voi. Bạch tuộc. Bạch tuộc. Cá ngựa. Cá ngựa. Cá mập. Cá mập. Cua biển. Cua biển. Con tôm. Con tôm. Con sò. Con sò. Chim cánh cụt. Chim cánh cụt. Động vật hoang dã. Chuột túi. Chuột túi. Đà điểu đầu mèo. Đà điểu đầu mèo. Gấu túi. Gấu túi. Đà điểu. Đà điểu. Thú mỏ vịt. Thú mỏ vịt. Cá sấu. Cá sấu. Con nhím. Con nhím. Chim bói cá. Chim bói cá. Sóc bay. Sóc bay. Chim vẹt màu. Chim vẹt màu. Con rắn. Con rắn. Cá mập. Cá mập. Thằn lằn lưỡi xanh. Thằn lằn lưỡi xanh. Thằn lằn cổ diềm. Thằn lằn cổ diềm. Mèo túi. Mèo túi. Màu sắc. Màu đỏ. Màu đỏ. Màu cam. Màu cam. Màu xanh dương. Màu xanh dương. Màu vàng. Màu vàng. Màu xanh lá. Màu xanh lá. Màu tím. Màu tím.
Màu đen, màu đen. Màu nâu, màu nâu. Màu xám, màu xám. Màu hồng, màu hồng. Các loại rau củ quả. Dưa leo, dưa leo. Khoai tây, khoai tây. Bông cải xanh, bông cải xanh. Nấm, nấm. Hành tím, hành tím. Cà tím, cà tím. Tỏi, tỏi. Bắp, bắp. Bắp cải, bắp cải. Bí ngô, bí ngô. Đậu hoa lan, đậu hoa lan. Ớt chuông, ớt chuông. Hành lá, hành lá. Đậu đũa, đậu đũa. Súp lơ, súp lơ. Động vật hoang dã. Sư tử. Con sư tử. Hổ. Con hổ. Gấu trúc. Con gấu trúc. Hươu cao cổ. Con hươu cao cổ. Hà mã. Con hà mã. Khỉ. Con khỉ. Gấu. Con gấu. Chim đại bàng. Chim đại bàng. Cá sấu. Con cá sấu. Xe đồ chơi. Xe đồ chơi. Xe lửa. Xe lửa. Người máy. Người máy. Đồ chơi cát. Đồ chơi cát. Máy bay đồ chơi. Máy bay đồ chơi. Đồ chơi xếp gạch bằng gỗ. Đồ chơi xếp gạch bằng gỗ. Quả bóng. Quả bóng. Bộ xếp hình Lego. Bộ xếp hình Lego. Khủng long đồ chơi. Khủng long đồ chơi. Xe xúc đất. Xe xúc đất. Búp bê. Búp bê. Gấu bông. Gấu bông. Con quay vô vô. Con quay vô vô. Nhà búp bê. Nhà búp bê. Tranh ghép hình nhiều mảnh. Tranh ghép hình nhiều mảnh. Đồ chơi nhà bếp.
đồ chơi nhà bếp. Các loại hình khói. Hình lập phương, hình lập phương. Hình chóp, hình cầu, hình trụ, hình hộp chữ nhật, hình nón, các hành tinh của hệ mặt trời, sao thủy, sao kim, trái đất, sao hỏa, sao mộc, sao thổ, sao thiên vương, sao hải vương, sao diêm vương. Nhấn like và subscribe để đăng ký kênh. Bé học bảng chữ cái động vật. A A A hà mã, hà mã. Con hà mã đang bơi tung tăng dưới nước. Á á thằng lằn con thằng lằn đang săn mồi. Ớ ớ ớ cá sấu con cá sấu đang há mồm phơi nắng trên bờ. Bờ 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 con báo con báo có bộ lông đốm tuyệt đẹp. Cờ 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 con công con công có cái đuôi rất đẹp. Con công đang xòe cánh. Giờ 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 con dê con dê đang nhai cỏ. Đờ 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 đà điểu đà điểu là loài động vật có cái cổ dài và đặc biệt chúng có khả năng chạy rất là nhanh. E e e con ve sầu. Mùa hè thì các bé sẽ được nghe tiếng của con ve sầu. Ê ê con ếch g g g con gấu đây là con gấu màu nâu có bộ lông rất là dày. Hờ 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 con heo đây là những chú heo con
rất là dễ thương. Y y y con khỉ, con khỉ. Các bé có thích con khỉ không? Con khỉ là một loài động vật thích ăn trái cây và đặc biệt chúng rất là thích leo trèo. Ca ca kỳ nhông, kỳ nhông. Kỳ nhông hay còn gọi là chú lùn xinh đẹp của khu rừng với màu sắc bắt mắt và khả năng nhảy xa. L l l lạc đà, lạc đà. Lạc đà là loài động vật sống ở sa mạc và chúng rất thân thiện với con người. Mờ, 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 con mèo, con mèo. Chú mèo có bộ lông màu xám. N, 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 con nai, con nai. Đây là một đàn nai và bộ lông của chúng có những đốm trắng trông rất là xinh. O, o, con thỏ, con thỏ. Con thỏ đang nhai cỏ. Ô, 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 con hổ, con hổ. Wow, con hổ là một loài động vật hoang dã và chúng thường sống ở trong rừng. Ơ, 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 con dơi, con dơi. Con dơi là một loài động vật biết bay và nhưng chúng chỉ thường sống trong bóng tối. Pờ, pờ, cá rô phi, cá rô phi. Quờ, 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 con quạ, con quạ. Con quạ có một bộ lông đen tuyền. R, 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 con rùa, con rùa. Con rùa là một loài động vật có thể sống cả trên cạn và dưới nước. Sờ, 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 con sóc, con sóc. Con sóc này đang ăn hạt dẻ. Tờ, 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 tê giác, tê giác. Tê giác là loài động vật to lớn và có một cái sừng trên đầu. U, 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 cú mèo, cú mèo. Cú mèo là loài động vật có đôi mắt rất tinh anh vào ban đêm. Ư, 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 chim ưng, chim ưng. Chim ưng hay có một cái tên gọi khác là đại bàng và chúng có thể sải một đôi cánh rộng để bay trên không trung, trên bầu trời. Vờ, 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 con voi, con voi.
Còn voi là một loài động vật rất là to và có một trọng lượng cũng rất là nặng. Đặc biệt là chúng có một cái vòi rất là dài. R, 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 con rắn. Con rắn là loài động vật săn mồi và có một thân hình rất dài. Y, 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 chim yến. Các bé ơi, nhớ đăng ký kênh An An Bé Bé để được học thêm nhiều thông tin thú vị về cuộc sống của những động vật xung quanh chúng ta. Màu sắc. Màu vàng. Hoa hướng dương màu vàng. Ngôi sao màu vàng. Quả xoài màu vàng. Màu đỏ. Quả táo màu đỏ. Xe cứu hỏa màu đỏ. Màu xanh da trời. Bầu trời màu xanh da trời. Bức tường màu xanh da trời. Xanh lá. Bông cải xanh lá. Rau xà lách màu xanh lá. Màu cam. Quả cam màu cam. Hoàng hôn màu cam. Màu tím. Hoa oải hương màu tím. Bánh kem màu tím. Màu hồng. Chiếc gói màu hồng. Hoa hồng màu hồng. Màu trắng. Sữa màu trắng. Tờ giấy màu trắng. Màu nâu. Con chó màu nâu. Cái tủ màu nâu. Màu xám. Con mèo màu xám. Khói màu xám.
Chào các bạn nhỏ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá về nông trại và những điều thú vị ở đó. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Con gì đây? Con bò. Con bò. Con gì đây? Con thỏ. Con thỏ. Con gì đây? Con dê. Con dê. Con gì đây? Con gà trống. Con gà trống. Các bé giỏi quá, hoan hô! Bây giờ chúng ta sẽ qua bé yêu biết đọc. Hãy cùng nhau đọc theo những bức tranh sau nhé. Đây là xe máy cày. Xe máy cày. Xe máy cày là một loại xe được sử dụng để cày đất và chuẩn bị cho việc trồng trọt. Đây là bác nông dân. Bác nông dân. Bác nông dân rất là chăm chỉ, đi gặt lúa và nhổ cỏ. Và bác đang hái rau đúng không các bé? Đây là kho thóc. Kho thóc. Kho thóc là nơi lưu trữ thóc sau khi thu hoạch để giữ cho thóc không bị ẩm mốc. Đây là cối xay gió. Cối xay gió. Gió là một loại máy móc dùng sức gió để xay thóc thành bột để làm bánh và nấu ăn. Đây là cỏ khô. Cỏ khô. Cỏ khô là một loại cỏ được cắt và sấy khô, dùng để làm thức ăn cho gia súc. Đây là cái cuốc. Cái cuốc. Cái cuốc là dụng cụ dùng để bón phân hoặc xới đất trên nông trại. Đây là cái giếng. Cái giếng. Giếng là nơi lấy nước từ lòng đất để tưới cây, dùng cho trồng trọt hoặc là sử dụng trong nhà bếp. Chúng ta cần phải có một cái rồng rọc để mà lấy nước lên. Đây là con ngựa. Con ngựa. Đây là con cá. Con cá. Đây là con cừu. Con cừu. Đây là con bò. Con bò. Đây là con vịt. Con vịt. Đây là con gà trống. Con gà trống. Bé yêu tập đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta cùng đếm lại nhé.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đố vui cùng bé. Con vật nào số 3? Con heo số 3. Con vật nào số 5? Con thỏ số 5. Con vật nào số 7? Con vịt số 7. Con vật nào số 8? Con ngựa số 8. Nhấn like và subscribe để đăng ký kênh. Một ngày của những chú ong. Một con ong tam bé bé đang bay vo ve để tìm kiếm thức ăn. Ngày hôm nay bận rộn, chúng ta cũng cần tìm thức ăn và xây tổ. Xin chào bé bé, chào bạn Bi. Bạn đã sẵn sàng làm việc cùng nhau chứ? Lại là một ngày bận rộn nữa đối với những chú ong. Tất nhiên là bằng cách chia sẻ công việc, mỗi chú ong đều có những công việc riêng. Một số loài ong là những người thu thập mật hoa và phấn hoa rất thông minh. Những con ong khác là những con ong có ích trong việc xây dựng và sửa chữa tổ ong. Một số con ong nhảy múa và vẫy tay với mục đích. Chúng chỉ ra nơi có phấn hoa và mật hoa tốt nhất hoặc cảnh báo những con ong khác về mối nguy hiểm. Tất cả những con ong sống cùng nhau như một đàn, nhà của họ được gọi là tổ ong. Mỗi phòng có 6 mặt, họ xây dựng những căn phòng giống như tế bào theo hình lục giác. Thủ lĩnh của chúng ta là ông chúa. Công việc chính của ông chúa là đẻ thật nhiều trứng. Ông chúa dựa vào sự hỗ trợ của những con ong thợ khi tạo ra thế hệ tiếp theo của bầy ong. Mỗi con ong thợ có một vai trò cụ thể bên trong tổ ong. Chúng chăm sóc trứng và giữ trữ phấn hoa, mật hoa. Trở lại bên ngoài, bé bé và Bi đang hút mật hoa. Bé đoán thử xem nó dùng để làm gì. Họ làm việc cùng nhau để quạt đôi cánh của mình. Điều này làm bay hơi nước từ mật hoa và nó trở thành mật ong. Bé bé và Bi nghỉ ngơi và quan sát các loài động vật khác. Bé có biết còn có những loài động vật khác hợp thành nhóm để sinh tồn như loài ong không? Họ đã nhìn thấy chuột chũi, loài cũng sống trong cộng đồng lớn dưới lòng đất. Họ nói xin chào với những con kiến. Chúng ta đã thu thập đủ mật hoa cho ngày hôm nay rồi bé bé à. Đúng rồi, đã đến lúc chúng ta phải về nhà rồi Bi ơi. Nhấn like và subscribe để đăng ký kênh. Loài ong.
Ong là một trong những loài côn trùng có ý nghĩa quan trọng đối với hệ sinh thái và con người. Nó có hình dáng đặc trưng với cơ thể chia làm ba phần: đầu, ngực và bụng. Chúng thường có màu vàng và màu đen với các vần mảnh trên cánh. Đầu của ong thường có đôi mắt lớn và phức tạp, giúp chúng nhìn rõ vào môi trường xung quanh. Chân của ong có các sâu cảm giác và chân sâu mạnh mẽ, giúp chúng di chuyển và xây dựng tổ. Cuộc sống của ong diễn ra chủ yếu là ở trong tổ, nơi chúng sinh sống và làm việc. Mỗi tổ thường có một nữ hoàng ong và một số ong đực, còn lại là các ong công, làm nhiều công việc khác nhau trong tổ. Ong hoàng thường đảm nhận việc giao phối và không đóng góp là vào việc làm tổ hay săn mồi. Thức ăn chính của ong là mật hoa và phấn hoa. Ong thường sử dụng lưỡi dài để hút mật hoa và sau đó dự trữ trong bụng để mang về tổ. Phấn hoa được thu thập để chế biến thành mật ong và cũng như là thức ăn chính của ấu trùng ong. Sinh hoạt của ong rất quan trọng trong việc thụ phấn hoa, giúp các loài thực vật phát triển và sinh sản. Hơn nữa, mật ong được sản xuất bởi ong cũng là nguồn cung cấp dinh dưỡng quý giá cho con người. Tuy nhiên, môi trường sống của ong đang gặp nguy cơ do sự suy giảm của các khu vực sống và nguồn thức ăn. Do đó, việc bảo vệ ong và môi trường sống của chúng đang trở thành một vấn đề quan trọng đối với cộng đồng khoa học và những người dân trên toàn thế giới. Các bé ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng học màu sắc. Màu vàng, màu vàng, quả chanh màu vàng, hoa hướng dương màu vàng, mặt trời màu vàng, màu xanh dương, cái áo màu xanh dương, thùng rác màu xanh dương, cá voi màu xanh dương, xanh lá, lá cây màu xanh lá, con rùa màu xanh lá, con ếch màu xanh lá, màu đỏ, quả táo màu đỏ, quả ớt màu đỏ, quả dâu tây màu đỏ, màu tím, quả nho màu tím, cà tím màu tím, hoa oải hương màu tím, màu cam, quả cam màu cam, cà rốt màu cam, bí ngô màu cam, màu hồng, hoa hồng màu hồng, gấu bông màu hồng, hộp quà màu hồng, màu nâu, sô cô la màu nâu, ghế gỗ màu nâu, cái bàn màu nâu, màu đen, con ngựa màu đen, cây bút màu đen, giỏ sách màu đen, màu trắng, tờ giấy màu trắng, người tuyết màu trắng, gấu bắc cực màu trắng. Màu sắc: màu vàng, hoa hướng dương màu vàng, ngôi sao màu vàng, quả xoài màu vàng,
màu đỏ. Quả táo màu đỏ. Xe cứu hỏa màu đỏ. Màu xanh da trời. Bầu trời màu xanh da trời. Bức tường màu xanh da trời. Xanh lá. Bông cải xanh lá. Rau xà lách màu xanh lá. Màu cam. Quả cam màu cam. Hoàng hôn màu cam. Màu tím. Hoa oải hương màu tím. Bánh kem màu tím. Màu hồng. Chiếc gói màu hồng. Hoa hồng màu hồng. Màu trắng. Sữa màu trắng. Tờ giấy màu trắng. Màu nâu. Con chó màu nâu. Cái tủ màu nâu. Màu xám. Con mèo màu xám. Khói màu xám. Đây là ly màu xanh lá cây. Để xem bên trong ly màu xanh lá cây có gì nhé. Ồ, các bé có đoán được bên trong ly màu xanh lá cây này có gì không? Chúng ta cùng đổ ra xem nào. Ồ, hình như nó không có ra. Vậy chúng ta phải tìm cách để làm sao lấy cái ly này ra đây. À, đây rồi, chúng ta có một cái muỗng. Đây là cái muỗng màu cam. Màu cam. Bây giờ chúng ta sẽ lấy đồ ở trong ly ra nhé. Wow. Đây là màu xanh lá cây. Có vẻ cái muỗng này nó nhỏ quá. Chúng ta nên tìm cái muỗng lớn hơn. Đây,
đây có phải là cái muỗng lớn hơn không? Chúng ta cùng so sánh nào. Đúng rồi, đây là cái muỗng lớn hơn. Vậy bây giờ chúng ta sử dụng cái muỗng này nha. Để xem chúng ta lấy có dễ dàng hơn không nào. À, chúng ta lấy ra được rồi. Wow, để xem bên trong có gì. Ồ, đây là màu xanh lá cây. Chúng ta có bạch tuộc. Bạch tuộc màu xanh lá cây đúng không? Đúng rồi, đây là con bạch tuộc màu xanh lá cây. À, các bé có muốn đếm thử xem là bạch tuộc chúng ta có bao nhiêu cái chân không? Chúng ta cùng đếm nhé. Bây giờ chúng ta cùng đếm thử xem là bạch tuộc của chúng ta có bao nhiêu cái chân nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bạch tuộc của chúng ta có 8 cái chân. Wow, còn đây là gì? Đây là chú khủng long màu xanh lá cây. Khủng long. Tiếp theo chúng ta sẽ qua cái ly thứ hai. Đây là cái ly màu gì? Đây là cái ly màu đỏ. Để xem bên trong ly có gì. Có gì đó bên trong ly nhưng chúng ta không đoán ra được bên trong có gì. Chúng ta cùng đổ ra xem nào. Ồ, cũng khó mà đổ ra. Vậy chúng ta phải sử dụng. Đúng rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái muỗng màu cam này. Chúng ta sẽ cùng lấy nó ra nhé. Wow, gì đây? Các bé nhìn xem chúng ta có gì nào. Chúng ta có một cái chìa khóa. Chìa khóa này có số 1. Số 1. Và Đây là một chiếc máy bay. Máy bay. Chiếc máy bay này cũng có màu đỏ luôn. Và một cái gì vậy? Để xem nào. À, đây là một cái ống nhôm. Một cái ống nhôm. Ở đây chúng ta có bao nhiêu món đồ ta? Chúng ta cùng đếm nào. 1 2 3. Vậy là trong cái ly màu đỏ này chúng ta đã tìm thấy 3 món đồ. Đây là cái ly cuối cùng và cái ly này có màu xanh dương. Màu xanh dương. Để xem bên trong ly có gì nhé. Chúng ta không đoán được bên trong ly có gì. Chúng ta cùng đổ ra xem nào. Cũng rất là khó để đổ ra. Chúng ta nên sử dụng một công cụ khác. Bây giờ mình không sử dụng một cái muỗng nữa mà mình sẽ sử dụng cái này. Đây là cái kẹp. Cái kẹp. Chúng ta sẽ kẹp những thứ bên trong ly ra nhé. Ra nào. Wow. Ô, cái gì rớt ra vậy? À, đây là những đồng xu. Và chúng ta thấy có một cái đàn guitar. Đàn guitar. Và còn gì bên trong cái màu xanh dương này? À, một cái đồng xu khác nữa nè. Và chúng ta có một chiếc xe. Một chiếc xe cũng có màu xanh dương luôn.
Vậy ở đây chúng ta có bao nhiêu đồng xu vậy? Chúng ta cùng đếm nào. 1, 2, 3. Vậy ở đây chúng ta tổng cộng có 3 đồng xu. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng chiếc chìa khóa có hình tam giác màu vàng này để mở cái rương số 2 nha. Chúng ta cùng đặt chìa khóa vào trong ổ khóa của cái rương số 2. Và chúng ta cùng nói nào. 1, 2, 3, mở ra. Wow, chúng ta đã mở ra rồi. Để xem bên trong rương có gì. À, bên trong rương có một cái viên kim cương màu vàng. Wow, đây là viên kim cương. Và ở đây chúng ta có một đồng xu, hai đồng xu. Vậy là ở đây chúng ta có hai đồng xu. Màu trắng, màu xanh dương, màu vàng, màu xanh lá cây, màu hồng, màu đỏ, đây là màu gì? Đây là màu vàng. Màu vàng, màu vàng nhạt, màu vàng đậm. Đây là màu gì? Đây là màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây, màu xanh lá cây đậm, màu xanh lá cây nhạt. Đây là con gấu. Con gấu, con gấu có màu xanh dương. Màu xanh dương. Đây là con gấu có kích thước nhỏ. Đây là con gấu có kích thước lớn hơn. Đây là hộp quà số 1. Số 1. Đây là hộp quà số 2. Số 2. Đây là hộp quà số 3. Số 3. Hộp quà số 1 có màu đỏ. Màu đỏ. Để xem bên trong hộp quà số 1 có gì nào. Chúng ta cùng mở ra nhé. Mở ra. À, bên trong hộp quà số 1 có một con gấu. Một con gấu. Đây là hộp quà số 3. Hộp quà số 3 màu vàng. Để mở xem bên trong hộp quà có gì. Mở ra. Bên trong hộp quà số 3 có một, hai, ba con gấu màu vàng. Ba con gấu. Chúng ta cùng bỏ lại các con gấu vào trong hộp quà nhé. Một, hai, ba. Bye bye các bạn gấu. Tạm biệt. Các loại phương tiện giao thông. Phương tiện giao thông đường bộ. Xe gì đây? Xe đạp. Xe đạp. Xe gì đây?
Xe máy. Xe máy. Xe gì đây? Xe buýt trường học. Xe buýt trường học. Xe gì đây? Xe cấp cứu. Xe cấp cứu. Xe gì đây? Xe cảnh sát. Xe cảnh sát. Chú cảnh sát. Xe gì đây? Xe buýt. Xe buýt. Xe gì đây? Xe lửa. Xe lửa. Xe gì đây? Xe mô tô. Xe mô tô. Xe gì đây? Xe van. Xe van. Xe gì đây? Xe ô tô. Xe ô tô. Xe gì đây? Taxi. Xe taxi. Xe gì đây? Xe chở rác. Xe chở rác. Xe gì đây? Xe chở hàng. Xe chở hàng. Xe gì đây? Xe xúc đất. Xe gì đây? Xe ben. Xe ben. Xe gì đây? Xe máy kéo. Xe máy kéo. Các loại phương tiện giao thông khác. Máy bay. Máy bay.
máy bay trực thăng. Tàu thủy.